Kính thưa quý vị về vấn đề làm từ thiện tại việt nam của giới nghệ sĩ hôm nay ttv xin trích lại những ý kiến của các facebooker có nhiều bạn đọc quan tâm vấn đề quyên góp của giới nghệ sĩ cho các mục đích từ thiện tại việt nam rất đáng để cho chúng ta xem xét lại Dĩ nhiên, vẫn có những anh chị em nghệ sĩ đã làm rất tốt công việc này và đồng bào các nơi thiên tai đã được cộng đồng chia sẻ kịp thời để vượt qua khốn khó, đỡ đi cái gánh nặng mà lẽ ra nhà nước Cộng sản Việt Nam phải gánh chịu lấy bởi vì họ cứ luôn lãi nhãi họ là nhà nước do dân và vì dân. Cho nên hôm nay, TTV xin gom lại thành một bài tổng hợp để khán giả dễ dàng tiếp cận thông tin một cách đa chiều, tự tư duy và tự đánh giá lấy Mở đầu là bài viết của tác giả Ngô Trường An trên trang Facebook cá nhân của ông. Thưa quý vị, bài viết thể hiện một sự giận dữ, bực tức, không chửi, không được. Và cũng mong quý vị thông cảm tác giả viết như thế nào thì anh Chi trình bày như thế nấy. Ông viết, sau hàng loạt phanh phui của bà Phương Hằng tố giác nghệ sĩ Hài Hoài Linh nhận tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ bảo luật miền Trung lên đến 14 tỷ đồng. Nhưng từ tháng 11 năm ngoái đến nay, Hoài Linh vẫn chưa trao cho bà con miền Trung và cũng không nói gì về số tiền ấy. Hôm nay, 26 tháng 5, chẳng hiểu động cơ nào thúc đẩy mà báo tiền phong đến tận bệnh viện chờ rẫy để phỏng vấn bác sĩ này bác sĩ kia và mấy ông bác sĩ ấy đều công nhận là hài Hoài Linh bị bệnh u ác tuyến giáp và phẫu thuật vào ngày đó, tháng đó, xạ trị ngày nọ, tháng kia, từ năm ngoái. Bà mẹ nó Bác sĩ nào mà nhớ từng ngày bệnh nhân nhập viện điều trị rồi xạ trị rồi phẫu thuật cách đây nửa năm vậy ta? Bà mẹ mắc mớ chi báo chí nhà nước lại xông vào phân bua rằng do bệnh tật nên hài Hoài Linh chưa có đi từ thiện được. Bệnh u ác tuyến giáp không phải là bệnh câm mà cũng không phải là bệnh tê liệt cả hai tay. Tại sao Hoài Linh nói được, gõ phím được mà hơn 6 tháng qua vẫn im lặng về số tiền 14 tỷ đồng mấy? Nếu bà Phương Hằng không có móc ra thì Hoài Linh có chịu xin lỗi đồng bào miền Trung và nhận là mình đang giữ số tiền ấy không? Bà me, vì sao mà báo tiền phong hôm nay xông vào cái vụ này? Hoài Linh thuê viết bài để mà chạy tội hay là báo thèm tiền của ông ấy mà cúi đầu uống ba tấc lưỡi đi phân trần, phân tích, phân giải, phân bua để cộng đồng hạ nhiệt? Bà mẹ, Lũ Bay có biết những gia đình bị thiệt hại trong lũ lụt ấy bây giờ họ sống ra sao không? Lũ Bay có biết đến hôm nay nhiều gia đình vẫn chưa có tiền mua cái nồi cơm điện, cái bếp ga, đành phải chống mông thổi lửa nấu ăn hàng ngày không? Lũ Bay có biết nhiều hộ vẫn đang vay nóng, vay ngân hàng hàng năm 3 triệu đồng chỉ để mua chăn màn sách vở cho con cái và số tiền ấy phải trả lãi mỗi ngày không? Ba men Xã hội chó gì mà giới ca sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ, nhà báo, nhà giáo, nhà chùa toàn là cái lũ giỏi bọ không vậy? Bà mẹ, không chửi không được. Đó là tác giả Ngô Trường An chửi nha quý vị. Anh chị xin gửi tới quý vị một đoạn viết khác của anh Nguyễn Lân Thắng. Anh Thắng viết, Chị Hằng Lò Vôi livestream tố cáo Hoài Linh và đám nghệ sĩ xôi thịt đạt kỷ lục về lượt xem. Nghệ sĩ nhưng mà anh Thắng anh viết là nghệ sĩ ha quý vị. Trên một kênh livestream có lúc chị Hằng có gần 300.000 lượt người xem. Được biết, ekip truyền thông của chị Hằng livestream trên 4 kênh nền tảng khác nhau. Con số view này á, nó cao hơn các cái buổi tường thuật đại hội đảng hay họp quốc hội hàng trăm lần ấy. Trước áp lực của cộng đồng mạng, báo chí và chị Hằng Lò Vôi, báo chí và cái đám nghệ sĩ đưa tin Hoài Linh từng đến bệnh viện trợ rẫy điều trị ung thư tuyến giáp có lẽ Hoài Linh học cái chiêu bị bệnh, bị ung thư của quan chức đảng viên thường dùng mỗi khi bị lộ cái chuyện đớp hốt. Hoài Linh dám đứng lên tố cáo tham nhũng, tố cáo quan tham, tố cáo cướp đất của dân á, thì bố con tôi sẽ xuống đường bê cái thùng đi từng nhà quyên góp cho Hoài Linh tiêu thoải mái đến già luôn á. Đó là anh Thắng viết như vậy. Còn bây giờ bạn trẻ Hoàng Khánh thì lại viết live oh, livestream kỷ lục mới xem xong livestream của chị Hằng. Hôm trước, live một trang có gần 300.000 người xem trực tiếp, phá kỷ lục livestream Việt Nam. Hôm nay live ba trang, gần nửa triệu người xem trực tiếp. Quá khủng. Anh Dũng lò vôi với chị Hằng lò tôn lần này bóc phốt anh Hoài Linh ác quá. fan này chắc anh Hoài Linh phải mất phân nửa lượng fan. 13-14 tỷ đồng với anh Hoài Linh cũng không phải là số tiền lớn. Anh ấy đâu có ngu mà đánh đổi với sự nghiệp hơn 30 năm của mình. Nhưng lấy lý do là vì dịch Covid nên chưa đi phát được á là không thuyết phục. Cùng thời điểm kêu gọi với Thủy Tiên, nhưng tại sao Thủy Tiên lại đi phát được? Thả đừng kêu gọi người dân quyên góp. Cầm số tiền đó hơn 6 tháng, đến khi bị chị Hằng khui ra thì hôm qua mới làm video lên tiếng giải trình chứng minh. Thì xem ra anh Hoài Linh chẳng xem Mạnh Thường Quân ra gì cả. Chưa bao giờ tôi đăng bài thị phi thiên hạ mà hôm nay tôi lướt Facebook, đâu đâu cũng thấy tên anh Hoài Linh, nên tôi cũng bon chen một chút xíu. Mình cũng là một fan của Hoài Linh, nhưng từ khi anh ấy nhận bằng khen nghệ sĩ ưu tú thì tôi không còn ngưỡng mộ như trước nữa, bởi vì muốn nhận được bằng khen phải là đảng viên. Nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân, thưa quý vị, muốn nhận được những cái bằng khen đó thì phải là đảng viên. Bạn Hoàng Khánh viết tiếp, anh Thành Lộc cũng rất nhiều lần được Sở Văn hóa Nghệ thuật đề nghị nhận cái danh hiệu này, nhưng anh ấy không nhận vì muốn nhận là phải kết nạp đảng. Những nghệ sĩ hải ngoại khác thì thôi tôi không nói, riêng anh Hoài Linh là trường hợp đặc biệt. Anh ấy qua được Mỹ, nhập được quốc tịch Mỹ là nhờ vào diện HO. Nếu mà đi bằng những diện khác thì cũng chẳng ai nói gì, nhưng diện HO là diện xương máu của đồng bào hải ngoại chạy trốn Cộng sản. Ít nhất hơn 200.000 người đã bỏ sát ở ngoài biển mới có được cái diện này. Đi bằng diện xương máu của đồng bào, nhưng khi thành danh giàu có rồi, lại đi kết nạp đảng, làm thành viên của đảng Cộng sản, chẳng khác nào quay nòng súng lại đối với những người đã giúp đỡ mình. Nên bây giờ đâu có thấy đến Cali diễn nữa. Hồi trước có đến diễn nhưng bị người dân xuống đường biểu tình, treo rất là nhiều băng rôn biểu ngữ, loài phản bội, hãy cút về Việt Nam. Nên bây giờ không có thấy đến thủ phủ của đồng bào hải ngoại diễn nữa, làm mất luôn cái thị trường ở Cali. Cũng giống như Thành Long nổi tiếng thì nhờ người dân Hồng Kông. Đến khi giàu có rồi thì quay lưng lại với những người đã giúp mình, chuyển sang đại lục phản đối người dân Hồng Kông, không đồng ý để người dân Hồng Kông có dân chủ nói gì thì nói hơn 200 kênh truyền hình của Việt Nam phải gọi chị Hằng bằng sư tổ. Tiếp tục, Facebooker Nguyễn Thế Khoa cũng góp ý kiến. Có không những liên minh lừa đảo từ thiện trong làng giải trí. Đến bây giờ thì nhiều người hiểu vì sao sau khi tố giác vụ lừa đảo từ thiện hàng ngàn tỷ của thần y Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng Đại Nam quay sang lên án một số nghệ sĩ tên tuổi tiếp tay cho ông Yên và nghi ngờ việc trục lợi từ hoạt động từ thiện của những người này đằng sau sự cả giận mất khôn cùng với những lời lẽ rất khó nghe của bà hằng hóa ra cũng chứa đựng ít nhất một sự thật nghệ sĩ hoài linh đã không minh bạch kịp thời trong hoạt động cứu trợ miền trung quả thật sau khi công bố đã vận động được hơn 13 tỷ đồng để cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung hồi cuối tháng 11 năm 2020, đến ngày 24 tháng 5 năm 2021 vừa qua, Hoài Linh hoàn toàn không nhắc gì đến số tiền đó nữa, kể cả khi dư luận râm ran về việc có thể số tiền này đã bị ém nhẹm, kể cả khi một chứng từ Hoài Linh nộp khoản tiền đó cho Mặt trận Tổ quốc ngày 5 tháng 12 năm 2020 được tung lên mạng như minh oan cho Hoài Linh được một tờ báo thân Hoài Linh đưa lại như để khẳng định sự trong sạch của anh, rồi nó liền bị vạch trần, đó là giấy tờ giả. Hoài Linh vẫn hoàn toàn im lặng. Chỉ đến khi bà Phương Hằng mượn chuyện một giấc mơ để khẳng định hơn 13 tỷ ấy chắc chắn đang nằm im trong tài khoản của Hoài Linh chứ chưa có đi đâu cả. Hoài Linh mới chẳng đặng đường xuất hiện trên vài tờ báo tham gia với anh, thừa nhận sự thật bẻ bàng này trong sự thông cảm của họ. Và thề thốt, nó sẽ được đưa đến miền Trung ngay sau Covid. Anh chẳng thể hy sinh cả 30 năm làm nghề của mình chỉ vì 13 tỷ còn con này người ta không biết có nên tin lời thề này của anh hay không nếu biết anh đã từng thề thốt vô tư khi xây nhà thờ tổ trăm tỷ cho giới sân khấu và ngay sau đó nhà thờ tổ biến thành một nơi biệt phủ hầu đồng thu bạc tỷ vào loại lớn nhất nước của riêng mình sự thật thì tiền vận động cứu trợ lũ lụt miền trung của hoài linh bị bóc mẻ theo cái cách khó ngờ ấy cho thấy nghi ngờ của một số người về việc có những liên minh ma quỷ lừa đảo trong hoạt động từ thiện gồm một số nghệ sĩ danh tiếng một số nhà báo facebooker không hẳn là hoàn toàn vô cớ cùng với việc không ít nghệ sĩ danh tiếng quảng cáo rất vô trách nhiệm cho các loại thuốc và thực phẩm chức năng phi pháp coi thường sức khỏe và tính mạng con người việc này đã là một đòn trời giáng vào nhân cách của các nghệ sĩ nhà báo trong làng giải trí việt nam khi đồng tiền dễ dàng hạ gục họ bất kỳ lúc nào để trừng trị đích đáng những nghệ sĩ nhà báo đánh mất lương tâm, bị đồng tiền thao túng và để bảo vệ các nghệ sĩ nhà báo chân chính, làm rõ các vụ vu cáo tùy tiện đang bùng lên dữ dội trên mạng xã hội, đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc ngay từ vụ Hoài Linh. Cần trả lời sớm nhất cho nhân dân một câu hỏi đang đau đáu. Có hay không những liên minh ma quỷ trục lợi từ thiện trong giới nghệ sĩ tên tuổi các nhà báo trong làng giải trí nước nhà? Thưa quý vị, anh Bùi Thanh Hiếu tựa là người buôn gió thì nhận định rằng tôi không nghĩ nghệ sĩ Hoài Linh có ý định ăn quyệt tất cả số tiền 14 tỷ tiền quyên góp từ thiện đâu. Nhưng lý giải sao về việc 6 tháng sau anh ta vẫn chưa giải ngân số tiền này, mặc dù anh ta nêu lý do là do dịch bệnh này nọ. Theo tôi nghĩ, lý do anh ta nói do dịch bệnh có phần đúng, có thể là rất đúng, dịch bệnh khiến anh ta không thể làm được chuyện cứu trợ, giải ngân tiền như ý anh ta muốn. Xin nhắc lại là như ý anh ta muốn, bởi có nhiều cách hữu hiệu khác để giải ngân số tiền này. Và cái khốn nạn nằm ở chỗ anh ta muốn. Anh ta muốn chuyện trao tiền từ thiện được diễn ra như một show diễn, có kịch bản lâm ly, tạo được sự ấn tượng của đám đông, có hiệu ứng truyền thông để làm nổi bật cá nhân của mình. Đấy mới là sự tham nhũng, sự khốn nạn, cơ hội và điệu giả và vô lương tâm tàn nhẫn nhất. Nếu ở một đứa trẻ con, điều này còn dễ chấp nhận. Nhiều đứa trẻ con nó định làm điều gì tốt, nó chờ mọi người chú ý đến nó, hoặc là nó chọn lúc mọi người dễ chú ý nhất thì nó làm. Nhưng một con người quá từng trải như Hoài Linh một người lúc là con của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, lúc là con chiêng ngoan đạo, lúc là nghệ sĩ ưu tú của đảng Cộng sản Việt Nam và lúc thì hầu đồng bóng. Một con người luôn biết chọn khoảnh khắc thích hợp để đóng vai ấn tượng, thì đó là một kẻ cơ hội đầy toàn tính để kiếm danh. Mang rợ và tàn nhẫn hơn đao phủ, hắn chờ một kịch bản để nâng hắn lên thành một kẻ cứu nhân độ thế, một hình ảnh tiên ông. Có khi hắn còn mong một trận thiên tai tiếp đến để việc giải ngân của hắn được dư luận chú ý hơn, để tránh cho chị Hằng bị bọn hề phản kích vì lý do quảng bá Facebook của mình. Mình xin tuyên bố từ giờ cho đến lúc cuộc chiến của chị Hằng và bọn hề chưa kết thúc, mình sẽ không viết bất cứ điều gì đã kích chế độ Việt Nam. Các con rời quy chụp cho chị ấy quảng bá cho phản động, giờ mới trắng mắt ra là chị ấy đã làm được cái điều mà cả trung đoàn AK-47 không làm được fan của hoài linh vào facebook của mình còn phản đối nội dung chỉ có mấy điều như sau ở ngoài biết được bên trong như thế nào mà phán xét người ta đã làm từ thiện bao giờ chưa mà dám mở mồm phán xét người ta ăn theo để được nổi tiếng à đọc những cái con phản đối này mới thấy đám fan của hoài linh ngoài cái việc tôn thờ thánh hoài linh ra họ không biết đến một điều gì khác nữa ngay cả cái việc đơn giản gõ tên mình trên google để xác minh nhanh kẻ thù của thần tượng họ nhằm phản bác cho thuyết phục họ cũng không có biết đường mà lạc chỉ có một số bọn dân chủ là khôn hơn, chúng bảo mình viết về Hoài Linh như thế là có lợi cho cộng sản, mình đánh Hoài Linh hộ bọn Mặt trận Tổ quốc, vì về sau người ta không dám gửi tiền cho Hoài Linh nữa mà sẽ gửi tiền từ thiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuy nhiên ở trường hợp anh đoàn ngọc hải là người mình rất quý và nể khi mình có bày tỏ thái độ tôn trọng việc làm từ thiện của anh thì một số bọn dân chủ lại chửi mình ngu không biết anh hải lấy tiền đâu ra mà làm từ thiện mà đã khen nào là anh ấy vốn quan tham sợ bị tội nên đã phải lấy tiền tham nhũng ra để làm từ thiện chạy tội nọ kia nào là anh ấy háo danh này nọ sự thực thì trong lúc dịch bệnh anh hải vẫn một mình miệt mài đi lại khắp nơi thực hiện công việc từ thiện của mình mang từng đồng tiền người ta đóng góp đến những nơi xa xôi hẻo lánh còn gã hề hoài linh còn trang điểm chải chuốt ăn mặc toàn đồ hiệu sang chảnh dù là cái áo sơ mi ngồi trong phòng lạnh ở sài thành chờ lúc nào thích hợp sẽ mang tiền người ta đóng góp đi làm từ thiện hoành tráng mặc dù chính y khi kêu gọi đã chơi chữ để nói lên việc khẩn trương quyên góp Ý tuyên bố việc giúp đỡ cần nhất ở lúc ngặt chứ không phải ở lúc nghèo. Thế nhưng lúc người ta ngặt nhất thì không thấy y đâu. Nhìn vào hành động của anh Đoàn Ngọc Hải không có gì biện minh được sự việc chậm trễ của Hoài Linh. Sự thật hiển nhiên. Thưa quý vị, bác Nguyễn Thông trên Facebook cá nhân cũng đóng góp cho tiêu đề này bằng một bài viết Thiếu tử tế Tôi không định bàn về vụ Hoài Linh, nhưng không nói gì thì lại bảo là không nói gì thiên hạ không nên mất nhiều thời gian chăm chú về anh ta đến thế dù đó là người của công chúng đó là cách gián tiếp tạo sự nổi tiếng cho anh ta theo cái kiểu đốt đền một người có danh tiếng đứng ra huy động quyên góp tiền từ thiện để chuyển giúp đỡ nạn nhân thiên tai là điều quá tốt không phải ai cũng làm được nhưng thu tiền xong thì giữ lại yểm đi không đi trao cho người cùng khổ thì là quá xấu thậm xấu Vụ việc vỡ lỡ, có nói gì, nói gì, nói gì đi chăng nữa thì cũng không gột rửa được cái tiếng xấu tự mình gây ra. Là một diễn viên hài có cái miệng để nói để diễn hàng ngày, vậy sao suốt nửa năm Hoài Linh không lên tiếng lấy được một câu về cái chuyện ém tiền? Bất cứ lý do gì biện minh cho cái sự im lặng cố ý ấy đều là giả dối. Cần làm rõ những nhập nhèm khi lợi dụng tiền bạc lòng tốt của bá tánh để tạo danh tiếng cá nhân. Những lần mà anh ta trao tiền á, chữa cháy dư luận có cái ảnh kèm theo đều chỉ nói là tiền của nghệ sĩ Hoài Linh tặng chứ không hề nói của các nhà hảo tâm mà anh ta chỉ có nhiệm vụ chuyển thiếu sự tử tế thậm chí không hề có ý thức sửa sai xin lỗi qua vụ Hoài Linh đóng băng tiền từ thiện mà nhẽ ra cần phải trao ngay càng thấy sự rõ ràng nhanh chóng chuyên cần lặng lẽ bền bỉ làm điều tốt của những người như cô Thủy Tiên ông Đoàn Ngọc Hải rất đáng yêu đáng khâm phục xã hội không nên kỳ thị giới văn nghệ sĩ bởi họ cũng là một thành phần tạo nên xã hội có nghề nghiệp riêng của họ nhưng cần phải chỉ ra rằng chưa bao giờ số đông văn nghệ sĩ nhố nhăng như bây giờ có lẽ đã đến lúc nhà nước cần phải coi lại tư cách của những người được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú họ thiếu tư cách thì thu hồi đừng để cho cái danh hiệu bị dè biểu coi thường mất giá trị danh hiệu anh hùng còn đòi lại được thì nhầm nhò gì ba cái thứ danh này